Đến với lễ hội, mọi người đều mong sao cuộc sống có nhiều thay đổi tốt đẹp. Con người lại tìm về cội nguồn, nhớ đến tổ tiên, nhắc nhở về lịch sử và truyền thống hào hùng của dân tộc qua những hình thức của lễ hội và sinh hoạt văn hóa dân gian. Mời quý vị và các bạn hãy cùng phóng viên bản tin tham gia và tìm hiểu những nét đẹp riêng có của lễ hội Đình Văn Hán, huyện Đồng Hỷ. Đình Văn Hán nằm trên một gò đồi cao, được xây dựng từ đầu thời Nguyễn. Theo lý lịch di tích và lời kể của các nhân chứng, Đình Văn Hán thờ vọng danh tướng Dương Tự Minh. Xưa kia, Đình Văn Hán có 5 kỳ lễ theo ngày âm lịch hàng năm, mùng 5 tháng Giêng, 25 tháng 3, mùng 10 tháng 7, 15 tháng 8 và 25 tháng 11. Hiện nay, nhân dân xóm vẫn duy trì các kỳ lễ như trước để tưởng nhớ công lao của các anh hùng dân tộc đã có công đức đối với quê hương, xứ sở gắn liền với sự kiện lịch sử văn hóa ở địa phương. Đó cũng là dịp để bà con nhắc nhở nhau, giáo dục con cháu, giữ gìn phong tục tập quán tốt đẹp từ lâu đời. Tức là các cụ truyền lại thì trong cái lễ hàng năm thì chúng tôi có 5 vụ. Đấy. 5 vụ thì nó vào mùng 5 tháng Giêng, 25 tháng 3, mùng 10 tháng 7, rằm tháng 8. Thì trong 5 cái lễ này nó có một cái ý nghĩa như thế này. Thứ nhất là giữ nguyên cái bản sắc thuần phong mỹ tục của làng, mang tính chất tâm linh, đồng thời là cũng cầu cho con họ, tất cả mọi con họ đều làm ăn được như vậy. Năm nay là 69 tuổi rồi. Thế mà khi tôi biết ấy, thì là đã có các cụ đã có những cái tục lệ như thế này rồi. Khi mà xuống đình thì là chúng tôi làm lễ xong rồi về là thoải mái rồi là làm ăn, thế rồi động viên con cháu rồi là cứ duy trì được như thế này. Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân trong xóm, Đình Văn Hán còn là nơi diễn ra sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đó là vào tháng 4 năm 1951, Trung ương Đảng và Chính phủ đã chọn nơi đây là địa điểm tổ chức hội nghị chủ bị bàn về chính sách thuế nông nghiệp đầu tiên của toàn quốc. Với những giá trị lịch sử đó, Đình Văn Hán đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Sau khi được xếp hạng và trùng tu, Đình Văn Hán và lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống văn hóa, cách mạng cho thế hệ trẻ của xã Văn Hán nói riêng và của tỉnh Thái Nguyên nói chung.